Bí mật luyện binh. Thiếu gia, việc này tuyệt đối không bình thường, nhất định là có âm mưu. Thiếu gia, tôi có nhìn thấy Trình tổng quản, ông bí mật tới Dương phủ. Hắn ta tới Dương phủ để làm gì? Lúc đó trên nóc nhà tôi có nghe lén, Dương gia còn nói là đang đợi tin của Ngô Khởi, nếu như đúng lúc sẽ cho binh lính làm loạn. Chuyện này có thật, ta phải lập tức tìm Dương để mà thương lượng cách đối phó. Quản gì, về phương án một có tin tức gì hay không? Cái tên Bàn Quyền nữa đã bị thất bại hay là chưa? Bẩm báo Dương gia, theo sự hồi báo, Bàn Quyền kiên thủ trận địa và ngăn được sự tấn công mãnh liệt của Hàn quân. Thật là quá đáng. Ngô Khởi dám cả gan lương gạt ta. Hắn nói rằng Bàn Quyền không xuất binh mấy ngày chiến trận sẽ bị bại mà, quân lính sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà bây giờ nó không bại trận mà còn kiên thủ trận địa. Kêu bổn dương làm sao đi chứ? Xin nhìn nhà bất giận, Bàn Quyên đâu có phải là thần tiên. Bây giờ lương quân đã sắp cạn, lại không có hậu viện, cho nên tôi nghĩ là bọn họ đang hoàng hoại trong cái chết thôi. Hơn nữa với sự bố trí chu đáo của Ngô đại nhân, chỉ trong vòng 3 ngày Bàn Quyên nhất định sẽ gặp đại loạn. Nếu như vậy thì là tốt. Nếu như Hàn quân không công phá phòng tuyến, tiến vào Ngụy quốc, như vậy sẽ hư chuyện lớn của ta đó. Vào đi. Tham kiến Dương gia. Có gì nói lẹ đi. Đại sự không xong rồi. Đại vương định là sẽ đích thân xa giá, hy vọng sẽ kích thích lòng chiến sĩ để cứu vãn bại thế. Nghĩ không ra ông ta là có trò này. Lui. Dạ Dương gia. Dương gia, xin tha cho cái hàng nói thẳng, nếu như đại dương thật sự đích thân xa giá, như vậy sẽ rất có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Bởi vì Hàn quân bị bại thì không có cách nào tấn công vào Ngụy quốc. Chúng ta trong ứng ngoại hiệp để giúp đỡ Dương gia cướp đoạt dương vị, lúc đó mọi việc nhất định sẽ được thành công. Ông ta sẽ không có cơ hội để mà xuất chinh. Coi ra thì Hàn quân chưa chắc gì có thể công kích. Nếu như vậy thì ta sẽ làm chuyện đến cùng, đợi bổn vương dùng kế binh biến, xông vào hoàng cung, giết chết tên hôn quân, cướp đoạt Ngụy quốc. Tham kiến vương gia. Dương huynh, mạng sống của người đã đến như vậy mà ngươi còn không có cảm giác gì sao? Nếu có trách thì trách ngươi đi, đã khắt khe với ta. Nếu ngươi không hầm sơn sợ thì Dương đệ này sẽ không ra tay như vậy đâu. Đây là một chuyện bất đắc dĩ thôi. Dương gia, ông đã nhìn lầm người rồi. Trúng kế rồi. Đi. Dương đệ, người đã khiến cho bản dương đây thật là thất vọng. Bản dương tự hỏi, ta đã từng bạc đãi với người chưa? Tại sao người lại có thể làm ra những việc bất đạo như vậy hả? Dương huynh, ta biết sai rồi, là vì một lúc hồ đồ mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy thôi. Kính mong Dương huynh hãy niệm tình anh em tha thứ cho đệ đi hả? Người đã làm nhiều việc sai lầm, và ta cũng đã từng tha thứ cho người. Nhưng mà ngươi không biết hối cải, càng ngày càng lỏng hành hơn.
Nếu lúc nãy không phải Tôn Tẩn và Như Tướng Quân đã báo cho ta biết, có lẽ bây giờ bản Dương ta đã bị người giết chết rồi. Dương Quân ta mạng, Dương đệ do bị người ta dạy dỗ mới làm ra chuyện này thôi. Dương gia, trong trường hợp này tốt nhất là ông khai thật rõ ràng với đại Dương đi. Hồi nào tới giờ đều do Ngô Khởi xúi giục ta. Ông ta đã kêu ta liên lạc với Hàng Ý Hậu để xuất binh, cùng ông ta ở trong ứng ngoại hợp để thừa cơ đoạt vị. Thật là quá đáng. Thì ra Ngô Khởi chính là một tên gian tặc. Bản Dương quả thật có mắt mà không trồng, cho nên đã không nhìn thấy được giả tâm của hắn. Dương gia, hiện tại bản tướng quân đã bị nạn trong sa trường, đang khổ sở vì không có viện binh giúp trận. E rằng đó cũng là một âm mưu của thừa tướng đó. Không sai, Ngô Khải đã cố tình cô lập Bà Nguyên, muốn cho Bà Nguyên và cả ba quân bị tiêu diệt, quân hẳn có cơ hội để thừa cơ. Cái tên gian thần Ngô Khởi này thật là mười tội không thể dung. Đại Dương, bây giờ sự thật rõ ràng, vấn đề gấp rút là phải cho viện binh đi cứu binh lính của bản tướng quân, không thể chậm trễ. Ngụy Trực, người đã cấu kết với Hàn Quốc âm mưu xoán đế, đúng ra là phải bị chém, nhưng niệm tình ngươi là huynh đệ, không nhẫn tâm nhìn thấy sự thương tâm của thái hậu, cho nên bản Dương quyết định miễn chết cho người, lập tức giao lại binh quyền, rời khỏi Dương phủ, ra khỏi An Thành. Tạ ơn đại Dương. Bây giờ ta không biết làm sao để đối phó với tên gian tặc Ngô Khởi. Tôn Tẩn, khanh có kế gì không? Bẩm đại Dương, Ngô Khởi đang ở chiến trường, nhất định là không biết âm mưu của ông ta bị lộ. Đại Dương hãy giữ kín tin tức này, trước tiên là phái người tiếp cứu Bàn Quyền, sau đó mới là tẩy tên Ngô Khởi. Tẩn nhì nói rất là đúng. Tôn Tẩn nghe lệnh. Dạ có thần. Bản Dương phong cho ngươi là hữu tướng quân, ngươi hãy lập tức đem quân ra trận cứu Bàn Quyền, và sau đó giết trừ được gian tặc Ngô Khởi. Tuân lệnh. Tình trạng thương vong rất trầm trọng, Hàn binh liên tiếp tấn công, quân ta không còn sức chống lại, tử thương cũng không ít đâu. Bây giờ vấn đề lo âu nhất chính là lương thảo. Theo dự đoán của Mạc tướng, những lương thảo còn lại trong kho chỉ có thể dùng đủ trong 3 ngày. Nếu như 3 ngày sau viện binh không tới kịp và đối phương cứ án mình bất động, thì chúng ta rất là khó chống giữ. Bất luận ra sao nhất định phải kiên thủ trận địa, tuyệt đối không thể rút lui nửa bước. Truyền lệnh xuống, hãy giết người để làm lương thực cho binh lính. Tướng quân, giết người làm lương thực có khác gì tự chặt đôi chân của mình? Sĩ khí chiến đấu của binh lính sẽ bị mất hết, tại lúc đó khó mà kháng địch. Hành quân đánh giặc, một ngày không có lương thực thì binh sĩ sẽ không có sức lực. Nếu như có người đi nữa, binh sĩ cũng không thể nào lấy người ra trận được. Bây giờ điều quan trọng nhất là làm sao để giải quyết thời nguy cấp này, còn việc khác từ từ tính sau. Bẩm báo tướng quân, đại đội hàng quân binh sĩ đã chia làm 2 lộ và bọn họ đang chuẩn bị tấn công. Thật là quá đáng. Chẳng lẽ nào mạng Bàn Nguyên tôi kết thúc nơi này? Tướng quân, bẩm báo tướng quân, phi cấp truyền tới. Đưa đây. Dạ. Bàn Nguyên, đại Dương đã biết được anh gặp nguy hiểm, cho nên đã phái Ngô đệ Tôn Tẩn dẫn một dạng tinh binh để cứu giúp anh. Nhưng mà đường xá xa xôi, Tôn Tẩn e rằng sẽ cứu không kịp, cho nên bèn gửi kế sách này để giúp anh, giúp cho binh lính thoát khỏi trận này. Tới chừng đó thì viện quân sẽ tới tiếp ứng, đại phá định quân và tiêu diệt bọn chúng. Đây là đoạn thứ 9 của Tôn Tử binh pháp, chi hành quân phiên. Đúng rồi. Tại sao ta nghĩ không ra? Tào Húc, có mặt tướng. Truyền lệnh xuống đại quân, lập tức nhổ trại lên đường về hướng nam. Đi về hướng nam? Vậy là phải vượt qua sông lớn. Đúng vậy. Nhưng mà khúc sông đó đường lối khúc thủy. Đừng có nói nữa, lập tức tuân lệnh của ta. Dạ tướng quân. Binh pháp hành quân phiên trung, hữu văn phàm sứ, quân tương địch, tuyệt sơ nghi, cốc thị giảng sứ, cao long vô đăng thử sứ, sơn tổ quân giả, tuyệt thị tất diễn thủy. Bàn Nguyên, anh hãy dẫn quân vượt qua sông trước, sau khi qua sông thì anh tìm chỗ kín đáo để mà tiện quan sát tình thế xung quanh.
Đi, chúng ta đi mau. Chúng quân. Đứng lại, ngươi là ai? Xin thông báo với Dương gia, tôi là cận vệ binh của Ngô thừa tướng, có mang tới một mật hàm. Đợi chút. Thì ra là Trịnh đại nhân. Ngô tướng quân đã phái người từ từ tử trở về hả? Dạ đúng vậy. Kẻ hàng đem tới một quân cơ mật hàm. Bây giờ đừng có nói gì hết. Để một lát gặp Dương gia rồi hãy nói. Đi đi. Trình Quý, con ngươi chạy đâu? Âm mưu đoạn diện của Dương gia đã bị bại lộ rồi. Đại vương đã giữ kín chuyện này cho nên các người mới không biết. Chứng cớ rõ ràng. Theo ta về phủ, nhốt hết bọn đó đi. Đi. Ta đã phái một cận vệ binh đem mật hàm cho Dương gia đã hết mấy ngày rồi. Tới hôm nay vẫn không có tin tức gì. Không biết là có xảy ra chuyện gì không. Tướng quân, có bàn tướng quân cầu kiến. Bàn quyến. Ngô thừa tướng, ông không ngờ chứ hả? Bàn quyến tổ ghen, người thân là chủ tướng tiên phòng, lại rời bỏ chức vụ. Như vậy đáng tội gì hả? Đại nhân bất giận. Tướng hèn này đã được hồng phúc của ông. Hàn quân đã bị quân lính của tôi đánh bại và trục xuất ra khỏi giới cảnh. Hôm nay trở về đây cố ý để báo tin mừng cho đại nhân. Nói bậy. Người rõ ràng là nổi bậy. Hàng quân có tất cả vạn quân lính, người chỉ có một đội binh nhỏ bé thôi, làm sao đánh thắng được bọn chúng đi? Đại nhân nói có lý. Đích thực là trước kia quân đội của tướng hàng này bị cô lập, không thể nào tác chiến. Đã mấy lần cầu cứu cùng đại nhân nhưng mà đại nhân chưa phát binh. Lý do là muốn cả đạo quân bị chết xác trong sa trường. Nhưng may mắn bàn quyền mạng lớn phước lớn, trong cái nguy cấp đó đã được Tôn Tẩn đem binh ra trợ giúp. Bây giờ binh của tôi đã trở bại thành thắng. Tại sao đại nhân nghe tới tin tức này mà không được vui mừng gì? Hình như còn cảm thấy một sự thất vọng lớn lao. Bàn Quyền, người đã hiểu lầm lão phù. Sau khi lão phù biết được quân của người gặp nguy hiểm và đã bị bao vây, thì đã chuẩn bị binh mã để mà tiếp viện cho người. Nhưng vì viện binh của đại dương tới sớm hơn lão phù một chút thôi, đó không có chứng tỏ rằng lão phù thấy chết mà không cứu. Bây giờ người đã thoát khỏi nguy hiểm mà còn chiến thắng một cách oanh liệt, thiệt đúng là một chuyện đáng mừng đó. Ngô Khởi, ông đừng có giả bộ nữa. Âm mưu của ông và Dương gia đã bị lộ rồi. Đây là tổ chứng. Dương gia đã bó tay bị bắt. Ông cũng không ngoại lệ. Người đâu? Dạ. Lấy đầu của hắn. Dạ. Coi thử ngươi làm gì được ta. Vô đi. Nhà phụ đại nhân. Quy Nhi, mấy tháng này cô thiệt là cực khổ trên xa trường ha. Nhà phụ đã nghiêm trọng rồi. Lần này cô được thoát khỏi hiểm nguy đều là do nhà phụ đại nhân cứu giúp. Ngồi xuống đi. Cha và Ngô Khởi đã bao năm đồng lưu, thật ra thì cha không ngờ nó lại có âm mưu tạo phản như vậy.
Thường nói là khó đoán được lòng người. Bây giờ đã quỷ diệt được tên phản tặc đó là một chuyện tốt mà. Nhà phụ đại nhân lần này đã lập được công lớn, thật là một chuyện đáng mừng. Ê, công lao này không lập à cũng được thôi à. Lão phu làm quan đã bao năm, thấy rõ vô số người đeo đuổi giành lợi, hiểu rõ được cuộc sống kẻ lừa người bịp, phú quý vinh hoa biến thành mây khói. Tại sao mà phải giành giật tranh chấp chứ? Nhạc phụ nói những lời đó rất là đúng. Con rể này nhất định sẽ ghi sâu trong lòng. Hey, quan trường là chốn của thị phi, phải xóm phủi thần mà rút lui, đó mới thật là phước phận. Cho nên lão phu nhất định sẽ cùng đại dương xin từ chức cáo lão quỳ điền để sống những ngày thanh tịnh. Nhạc phụ đã được sự kính trọng trong triều đình, làm như vậy không đáng tiếc quá hay sao? Hey, chức vị của lão phu, đại dương có thể lựa chọn một người tài năng để thay thế bàn quyền. Con là người nhân hậu, quan trường hiểm ác không phải là chỗ dựa thần của con. Cho nên lão phu hy vọng rằng con cùng với ta từ quan cùng về hưu mà sống những ngày an nhàn. Ý con như thế nào hả? Ừ. Có thể sống trong những ngày tháng an nhàn là điều đương nhiên, con cũng rất mong muốn. Ờ, nhưng mà con đây tuổi tác hay còn trẻ, phải vì quốc gia ra công để báo ơn đại dương. Cái này thì con khỏi lo. Tấn Nhi học thuộc binh pháp trí tuệ hơn người rồi, có nó bên cạnh đại dương à, chúng mình có thể an tâm rồi. Hơn nữa chúng mình tuy có biệt quan trường, nhưng mà khi cần đến vẫn có thể vì quốc gia mà đào lực chứ. Thôi được, việc này quyết định như vậy đi. Sáng mai lên triều thì cha sẽ tâu cùng đại dương. Lần này đánh thắng được quân Hàn, tiêu diệt gian thần Ngô Khảng, đó cũng là nhờ tất cả công lao của các khanh đây. Tôn Tẩn, khanh là người đa mưu và đã tạo được kỳ công, bản dương phong cho khanh làm hữu đồ quý. Cảm ơn đại dương. Bàn Quyên, thân có mặt. Khanh đã có công lao cực khổ đánh trận, bản dương phong cho khanh làm tả đồ quý. Tạ ơn đại dương. Nhiêu thừa tướng, khanh đã trung thành với quốc gia, bây giờ gian thần đã trừ được, bản dương sẽ luận công mà thưởng cho khanh. Đại dương, xin giữ lại thành mạng. Tại sao nhiều tướng quân lại nói vậy? Thần nay tuổi đã cao, thật ra không thích hợp với việc quản lý triều chánh nữa. Bây giờ những tên gian ác đã được tiêu trừ rồi, thần muốn cáo lão quỳ điền để ăn hưởng tuổi già. Nhiều tướng quân, khanh là cột trụ của quốc gia mà, những việc đại sự trong triều không có khanh thì làm sao được. Hơn nữa khanh lớn tuổi nhưng tinh thần minh mẫn, trí tuệ hơn người, khanh có thể nào tiếp tục lo cho triều đình hay không? Đại dương, thần trâu ngựa này đã quá mệt mỏi rồi. Hơn nữa ở trong triều này rất nhiều nhân tài, thần đã đến lúc rút lui nhường ngôi vị cho nhân tài khác. Nếu như khanh đã quyết định như vậy, bản dương đây cũng không muốn ép khanh nữa. Đại dương, thần còn chuyện muốn cầu khẩn. Con rể là Bàn Quyền, nguyện muốn theo thần ẩn dật nơi sơn lâm, mong rằng đại dương hãy chấp nhận sự thỉnh cầu của nó. Bàn Khanh, khanh còn trẻ và khỏe mạnh như vậy, tại sao lại muốn ẩn thân? Bẩm đại dương. Nhiêu thừa tướng, khanh đã trung thành với quốc gia, bây giờ gian thần đã trừ được, bản dương sẽ luận công mà thưởng cho khanh. Đại dương, xin giữ lại thành mạng. Tại sao nhiều tướng quân lại nói vậy? Thần nay tuổi đã cao, thật ra không thích hợp với việc quản lý triều chánh nữa. Bây giờ những tên gian ác đã được tiêu trừ rồi, thần muốn cáo lão quỳ điền để ăn hưởng tuổi già. Nhiều tướng quân, khanh là cột trụ của quốc gia mà, những việc đại sự trong triều không có khanh thì làm sao được. Hơn nữa khanh lớn tuổi nhưng tinh thần minh mẫn, trí tuệ hơn người, khanh có thể nào tiếp tục lo cho triều đình hay không? Đại dương, thần trâu ngựa này đã quá mệt mỏi rồi. Hơn nữa ở trong triều này rất nhiều nhân tài, thần đã đến lúc rút lui nhường ngôi vị cho nhân tài khác. Nếu như khanh đã quyết định như vậy, bản dương đây cũng không muốn ép khanh nữa. Đại dương, thần còn chuyện muốn cầu khẩn.
con rể là Bàn Quyền, nguyện muốn theo thần ẩn dật nơi sơn lâm, mong rằng đại vương hãy chấp nhận sự thỉnh cầu của nó. Bàn Khanh, Khanh còn trẻ và khỏe mạnh như vậy, tại sao lại muốn ẩn thân? Bẩm đại vương. Bản vương cảm thấy trong người không được khỏe. Về cái việc từ quan của Nhiêu Khanh già, để bản vương nghĩ lại rồi hãy tính sao nha. Thả tôi ra, thả tôi ra. Các người đừng có khi dễ tôi nha. Tôi là người có ân huệ với Đường Triều Bàn Quyền đó. Các người không thể nào đuổi tôi đi đâu. Hả? Ý miệng. Ta cấm ngươi không được lấy danh nghĩa của Bàn Quyền đại nhân ra để dối gạt người ta. Ta không tin ngươi đâu. Ngươi không tin hả? Ta thì có giúp qua Bàn Quyền mà. Không có ta hắn làm sao có được ngày hôm nay. Đi, 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 đi. Đừng có thứ gạt người. Cũng biết gạt người ta thiệt á. Người đâu? Đại nhân có gì căn dặn? Người hãy nói ra sự thật. Nếu không thì bốn tướng này vì lời đồn phản loạn, tội của anh sẽ bị giam giữ. Đại nhân khai ân, thái dân xin nói, tất cả là sự thật. Bàn Quyền đại nhân đã mua chuộc tôi giả là một người có bệnh phong hủi, để cho hắn thuận lợi được Diêu phủ chấp nhận làm thực khách, khiến cho đại nhân tin rằng hắn là một người đầy lòng hảo tâm lương thiện và là một người quân tử. Thật là quá đáng. Đại nhân khai ân, tiểu nhân không dám lừa dối đại nhân. Bởi vì bàn đại nhân uy hiếp tiểu nhân, cho nên tiểu nhân mới... Câm miệng. Chuyện này không thể nói cho ai biết được. Nếu không, người sẽ mang tội chết. Thảo Dân sẽ ghi nhớ tất cả lời nói của đại nhân. Thảo Dân hứa sẽ quên hết mọi chuyện. Mong đại nhân trọng lượng từ bi, tha cho Thảo Dân. Người hãy dẫn nó đi. Cảm ơn đại nhân. Đây đây. Nhớ phụ đại nhân. Quỳ nhị. Nếu còn vì việc cáo lão hồi hương lại để thương ta thì chuyện đó không cần. Nhớ phụ đại nhân, ngươi đã quyết định chuyện đó rồi sao? Từ quan không phải là một chuyện nô đùa. Lão phù đương nhiên suy nghĩ kỹ càng. Tuy là tuổi của nhạc phụ hơi cao, nhưng thân thể vẫn còn cường tráng, và lại còn được sự trọng dụng của đại dương. Nếu như người gì thiếu suy nghĩ mà từ quan, đó không phải là một điều đáng tiếc hay sao? Đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng mà nuối tiếc cho tới ngày hôm nay mới được thức tỉnh, biết được sự hiểm ác của hoàng trường. Đó là điều nghịch lý với bản tính của ta. Nhạc phụ đại nhân đã lăn lộn mấy chục năm trời trên hoàng trường, tới ngày hôm nay người mới nói là không thích hợp với người, chuyện đó không phải là thiệt buồn cười hay sao? Làm sao mà ta không biết được sự hiểm ác của hoàng trường chứ? Nhưng chỉ vì cố bám danh vị nên không chịu buông tay ra mà thôi đó. Một tên Ngô Khởi như ngày hôm nay đã làm cho ta tỉnh giấc. Ngô Khởi, một tên loạn thần mà đã khiến cho người tỉnh giấc. Không sai. Ta hỏi con, con có biết rằng những người đó làm những việc như vậy là tại vì sao hay không hả? Đương nhiên là vì danh vì lợi rồi. Ngô Khải đã không tiếp tay tiếp đoạt để lấy công danh lợi lộc, nhưng mà sau cùng lại phải lấy tính mạng của ông ta. Nhưng mà nhạc phụ đại nhân đã bỏ đi tất cả vinh quang phú quý mà mình đạt được. Ông trời thật là không công bằng. Dù tên Ngô Khải có chết đi cũng khó mà nhắm mắt. Chẳng lẽ nào cái chết của Ngô Khải mà có thể được gió lặng sóng yên? Rồi sau cái chết của Ngô Khởi lại còn nhiều Ngô Khởi khác nữa. Chỉ là một ngày làm quan thì sự lục đục khục khặc không bao giờ ngừng được. Lão phù tự hỏi là người không có tâm địa độc ác, giống như là Ngô Khởi vậy, lại chôn thân vào chốn thị phì, thà là sớm ẩn dật để mà giữ mình. Ta thấy như vậy hay hơn đó. Nhà phù đại nhân, làm như vậy không phải là lo những chuyện không đâu. Bây giờ đừng nói là đại dư càng tính nhiều người hơn, dù có tiểu nhân thập kề bến xe đi nữa thì sự kinh nghiệm của người đều có thể quá giải được mọi việc đó mà. Cha già rồi, thật sự là không đủ năng lực, còn không cần khuyên ta nữa. Đại trượng phu vì nước sát thân, đó là chuyện đương nhiên. Nếu như mọi người ai cũng nghĩ giống như nhạc phụ thì các đại thần sẽ là những người vô dụng, và quốc gia sẽ không có binh để dùng. Luôn cả đứa con gái của nhạc phụ cũng sẽ phản đối việc làm của nhạc phụ, và để hàng này cũng không hãnh gì về việc làm của người. Lão phù đã vì nước phục vụ mấy mươi năm rồi, lúc nào cũng cúc cung tận tụy, nhưng hôm nay quốc gia đã thanh bình thì lão phù rút về cố hương để mà an hưởng tuổi già. Quyền nhi, con đã dùng nhiều phương kế để giữ lại lão phù,
chỉ sợ không phải vì đại dương mà là vì chính cho mình đó. Nhạc phụ nói vậy là ý gì? Người muốn giữ ta ở lại để dựa vào quyền lực và quyền uy của ta để giúp người bước thêm cao hơn nữa. Kẻ hèn này tuy là xuất thân hàng gì nhưng không bao giờ dựa vào quyền thế. Ngày hôm nay con đã được chức vị tả đô quý đều là do con tự cố gắng làm mà thôi. Kẻ hèn này làm tất cả mọi việc lúc nào cũng quang minh chính đại, có trời có đất chứng giám. Quang minh chính đại? Vậy ta hỏi con, trước kia con ở trong khách trọ đó, con đã bố thí cho một tên bệnh phong hủi trước mặt một chỗ đông người như vậy, đó là việc thật sự của lòng con hay là con đã cố ý an bài? Nếu như ta không gặp được tên đó làm sao ta biết được chứ? Quyền gì, vinh hoa phú quý chẳng qua là một giấc mộng nam kha. Với tài trí thông minh của con mà con còn chưa có hiểu rõ được thì sao chứ hả? Nhà phụ đại nhân là người xuất thân nơi phú quý, vì vậy mà sự vinh hoa phú quý đương nhiên là không cần. Nhưng rễ hàng này thì khác, vì gia đình của con ba đời làm nô lệ, trong mấy chục năm nay đã làm những việc cực khổ hèn mặt. Nếu như cái ăn phận thì giờ này vẫn là một tên nô lệ. Như đến ngày hôm nay con đã được phong làm tả đô quý, chức vụ và sự cố gắng của con mà đạt được con nhất định không bỏ qua. Quyền gì? Con bây giờ công cao vị trọng thì con có sống trong cuộc sống đi nữa thì con vẫn ấm no đó mà. Đầy đủ ấm no? Đầy đủ ấm no tính ra là được cái gì? Con muốn là phải được quyền vị hiển hách, được tận cùng vinh hoa phú quý. Nếu nhạc phụ đại nhân quyết định ra đi thì con đây tuyệt đối không miễn cưỡng. Như con nói cho người nghe, mỗi người đều có một ý chí riêng, con quyết định không rời khỏi nơi này. Giết ta, bạn đại nhân. Anh đừng sợ như vậy, tôi không nói là muốn giết anh, không những không giết anh mà còn cho anh số tiền này. Cho ta thiệt hả? Đương nhiên rồi, lấy hay không lấy? Dạ lấy, lấy. Ôi da. Không phải lấy bằng tay, ta muốn anh muốn xuống từng miếng một. Những gì mà anh nuốt được là thuộc về của anh. Anh đừng có ép ta, ta đối với anh đã hết tình hết nghĩa rồi. Nếu như anh nuốt được mà không chết thì ta sẽ tha mạng cho anh. Thật ra ngày mai cha và mẹ phải về quê, mọi chuyện là không đành. Tướng công à, tướng công có nghĩ rằng giống như cha từ quan quy ẩn? Tướng công, thật ra sự lo lắng của cha không phải là vô lý đâu. Ý trời không đoán được, hôm nay được sự tín nhiệm của đại dương
không hẳn là sự tín nhiệm sẽ được mãi mãi. Giả lại mình không lo lắng gì về ăn mặc, tại sao không giống như cha để sống những ngày bình thản chứ? Ý kiến của đàn bà. Tướng công nghĩ thử xem, nếu như mà có thể bỏ được, chúng ta hai đứa sẽ sống trong những ngày vui vẻ. Tướng công không những không cần phải bày mưu tính toán, chúng ta còn có thể sanh ra một đứa con kháu khỉnh dễ thương. Chúng ta sẽ vì đứa con thì tốt biết bao nhiêu. Tại sao phải vì hư danh tục lợi mà cướp đoạt đi cái vui đạo luân thường của chúng ta? Chúng ta có thể một nhà vui vẻ là phước lớn đó. Phu nhân thật sự là muốn về quê hả? Ừ. Được. Ngày mai phu nhân hãy cùng nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân đi về đi. Nếu như có thời gian thì ta nhất định sẽ về thăm phu nhân. Cha à, tướng công vừa mới nhận được quân tình quan trọng, cho nên không thể đưa tiễn cha được. Hy vọng cha và mẹ tha thứ cho. Quân tình quan trọng, chức vụ còn cao hơn người là hữu đô quý quản trong nhà. Cái quân tình này có bao nhiêu? Theo tôi thấy, quân tình này là giả đó, chỉ là mượn cớ cộng lại đó thôi. Nhạc phụ nhạc mẫu đi xa mà không đưa tiễn, thiệt là người tệ bạc mà. Có thể bàn quyền, thật sự có chuyện quan trọng. Cha và mẹ hiểu được mà, không có trách nó đâu. Thưa mẹ, đáng lý nữ nhi sẽ cùng cha mẹ về quê, nhưng mà tướng công xuất gia tòng phu là chuyện đương nhiên. Cha và mẹ biết rõ đạo lý đó, không có bắt con về cùng đâu. Phải rồi, hơn nữa Quyên Nhi cũng cần đến con để mà săn sóc và giúp đỡ cho nó. Nhưng mà cha không có yên tâm, lòng hăng say cầu danh lợi của nó, không biết cách thì có thể lầm đường lạc lối. Dương à, chắc có lẽ là bà Nguyên làm việc quá nguyên tắc, làm cho Dương không yên tâm. Tẩn Nhi, con học thuộc binh pháp, nhưng mà việc xét người thì chưa có đủ đâu. Thưa cha, có phải là cha không tin tưởng tướng công phải không? Ta cũng hy vọng rằng điều đó ta nghĩ sai, nhưng mà có các con ở bên cạnh giúp cho nó đi con đường đúng đắn. Nhưng một khi bàn quyền mê muội không tỉnh ngộ mà làm ra những chuyện không tốt đẹp thì chúng con nhất định cấp thời phải báo cáo với cha. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải lên đường đi. Nhiều bá quan thì đã cáo lão hồi hưu, Ngô Khởi thì bị chém đầu, Ngụy Trực thì đã cấu kết với Hàn Quốc, nhưng bản Dương còn may mắn là có được Tôn Khanh Gia và Bàn Khanh Gia trung thành với triều đình. Bản Dương mong là từ nay về sau hai khanh vẫn tiếp tục phụng sự cho triều đình. Tạ ơn đại Dương. Bây giờ quân ta đại thắng Hàn quân, hai khanh gia thấy rằng chúng ta nên tiếp tục tấn công hay là nên đem sức giả nghị hiệp với bọn họ? Đại Dương, theo như thần nhận thấy, quân ta đại thắng, ý chí của binh sĩ tăng cao, thừa cơ này đánh nạp vào và càn quét tiêu diệt Hàn quân để trừ hậu hoạn. Đại Dương, thần không đồng ý. Tuy rằng quân ta đánh thắng Hàn quân, nhưng mà giết địch 1,000 thì mình mất 800, sự thương vong cũng không ít. Nếu như thừa thắng xông lên, thần e rằng sẽ bất hổ nhảy tường, tới chừng đó thì Hàn quân sẽ dốc toàn lực bảo vệ, cho nên thần sợ rằng tới lúc đó thì sẽ không giống như lần trước mà có thể thắng được. Tôn Khanh nói rất có lý. Bàn Khanh, việc xuất binh lần này phải suy nghĩ cẩn thận. Đại Dương, tổn đô quý đã nghĩ tới chuyện không đâu. Thực ra nguyên khí của hàng binh đã bị thương rồi, hoàn cảnh của những binh lính đã lạc ngũ và không thể chịu đòn được. Dù cho họ có cách hay hơn hay là tinh nhuệ hơn thì họ cũng không thể làm gì được chúng ta. Nếu như để binh lính Hàn Quốc có cơ hội bình phục lại nguyên khí thì như vậy phần thắng của bên ta rất là ít. Cho nên những điều lo lắng của Tôn Đô Quý là những việc dư thừa mà thôi. Phe ta nhất định cầm phần thắng trong tay. Nếu như phải tái trận thì sự tốn kém khó mà đoán được. Chỉ sợ các nước ngoài thừa lúc chúng ta ra quân thì cũng sẽ ra quân ồ ạt xâm lược, đánh thắng vài kinh thành, tới chừng đó tính sau đây. Những lời của Tôn Khanh nói cũng rất có lý. Đó chỉ là những lời ví dụ của Tôn Đô Quý mà thôi. Thực ra nước khác có sự tương tranh, chưa chắc gì họ thiếu suy nghĩ để xâm lấn nước ta. Binh pháp hữu dân, cố thiện chiến giả, tiên lập y bất bại chi địa. Nếu không có sự dự bị thì nước ta chưa chắc đánh thắng Hàn Quốc, chỉ sợ các nước khác sẽ thừa cơ xông vào. Còn nếu như mạo hiểm thì coi như không màng đến sự sống chết của bá tánh, vậy không phải là thượng sách. Nhưng mà binh pháp giả hữu dân, binh thành hiểm trở, hành quân đánh giặc nhất định là phải có sự mạo hiểm, chuyện đó là chuyện lẽ đương nhiên. Hơn nữa từ xưa tới nay trận nào nhất định cũng phải thắng. Lúc nãy anh vừa nói
thừa thắng xông lên thì nhất định phải thắng. Lần trước Hàn quân xâm phạm vào nước ta, bên ta mệnh danh là chống ngoại xâm, lòng căm thù giặc, đồng lòng đồng dạ thì mới có thể thắng được Hàn quân. Nếu như thừa thắng truy kích, thử hỏi ra bên vậy thì làm sao phục chúng, anh nghĩ coi có phải không? Huống chi nếu dân không đồng tâm thì làm sao mà thắng được? Cho dù thắng đi nữa thì cũng tổn hao sinh mạng và thời gian đó. Nhưng mà việc làm của đại trường phu thì không có nể chuyện nhỏ đó, lo lắng quá đáng làm sao mà xuống mình được. Hai khanh đừng có tranh luận nữa, bản vương đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận thấy sự tái chiến này rất là mạo hiểm đó. Giá lại quân ta đã hao binh tổn tướng, vừa rồi đã mất đi nhiều ngô và hai vị lão thần, không còn cách ứng phó, làm sao mà ra trận? Đại vương anh minh, thiệt là phước đức cho dân. Đã xảy ra chuyện gì tướng công? Vì chuyện có triều đình mà buồn phiền hả? Anh họ của em lý lẽ thật là đàn bà, làm như vậy làm sao làm chuyện lớn? Anh họ đã khiến cho tướng công không được vui. Anh ta tuy là không thực tâm phản đối với ta, nhưng việc gì anh ta cũng lo lắng quá đáng, mới khiến cho đại dương không chấp nhận sự xuất binh, làm mất một cơ hội để lập công. Sự tranh chấp của hai quốc gia đều có tử thương, anh họ làm như vậy là có lý lẽ riêng của ảnh. Luôn em cũng nói như vậy hả? Em không phải là có ý như vậy. Nhưng một người thì tính ngắn, hai người thì tính dài, cả hai đều là người trung thành của quốc gia thì phân chia làm gì chứ? Tại sao luôn cả phu nhân cũng vậy? Mỗi lần công việc của ta gần thành tựu thì phu nhân đều giống như là tôn tẫn, làm sụp đổ mộng đẹp của ta. Tướng công, anh họ không phải là một con người có tánh xấu xa đâu. Hơn nữa hai người là bạn thân, anh ta tuyệt đối không có cản trở tướng công đâu. Có thể lần này là sự ngẫu nhiên, tướng công đừng có để lòng làm gì. Anh họ là người thông minh trí tuệ, vui lòng giúp người. Tướng công cùng với anh ta thương lượng thì anh ta sẽ giúp cho tướng công một tay, bước trên con đường thành công. Giúp cho ta một tay? Anh đây thật không hiểu, tại sao mọi người lại thích binh vực cho anh ta? Tướng công phải bình tĩnh một chút. Chỉ là lần này tướng công quá coi trọng mà thôi. Lần này sự quan sát của tướng công đã sai lệch. Em đừng có quên, ta đây là phu quân của em. Trong lúc anh không được vui, em không những không giúp anh mà còn binh vực cho kẻ khác. Lúc cha ra đi, người đã không ngừng dặn dò, nhất định phải khuyên nhủ huynh đừng vì đeo đuổi danh lợi mà mất đi nhân tính. Như vậy sẽ tạo ra sự sai lầm. Đừng có nói đến cha của cô nữa. Nếu như ông ta thật là muốn ta tốt thì đừng trong lúc ta đang đường như vậy mà cáo lão quy điền. Nào ngày này giờ này ta bằng quyền còn giữ vào người khác hay sao? Tiểu thư à, mau lên! Tiểu thư con kìa! Quay đường tay! Các người thì to gan, ngay cả tấm bảo của dự phủ mà các người cũng gỡ xuống nữa. Chúng tôi làm theo lệnh. Các người nhận lệnh của ai? Là lệnh của bàn đại nhân. Mau lên, mau lên, nhanh lên, nhanh lên, cẩn thận nha, nhanh lên, cẩn thận, nhanh lên. Bên này, cao lên, cẩn thận nha. Sao chị? Tiểu thư, công tử luôn cả tấm bảng của Như phủ cũng gỡ xuống, đối với Như phủ thì là quá đáng. Tại sao vậy? Tại sao thứ công phải làm như vậy chứ? Nếu việc này để cho lão gia biết được thì lão gia nhất định sẽ tức giận. Lão gia đối với công tử đầu bạc bẽo, không khi dễ thân phận để chọn làm rể, còn cho gia nhập vào Như phủ nữa. Em thì nghĩ không ra, tại sao phải làm như vậy, cái việc không có đạo đức này. Cô nói ai? Em chỉ có nói là công tử không nên gỡ tấm bảng của Như phủ xuống. Thân cô là người làm, chuyện của tôi không được quyền xen vào. Tôi là người làm của Như phủ thì tôi phải trung thành với Như phủ. Bất cứ ai làm không phải đối với Như phủ, tôi đây đều cản trở. Cô còn dám cãi là sao? Nô tỳ không dám, chỉ là những lời nói thẳng đó thôi, vì muốn lấy lại sự công bằng cho gia phủ. Thật là quá đáng. Người đâu? Dạ. Kéo nó ra đánh 30 cây. Dạ. Tay. Tướng công, tại sao tướng công lại làm như vậy? Hồng nô chỉ nói những điều thật tâm trong lòng của nó. Hơn nữa chuyện của tướng công làm thiệt là quá đáng. Quán đường,
Lúc bình thường em đã khoan dung cô ta nhiều lắm rồi, cho nên cô ta mới dám cả gan đương đầu với ta. Được, cô ta đã trời không sợ đất không sợ, ta này nhất định phải để cô ta nếm mùi hình lực của quân pháp. Người đâu, kéo ra. Dạ. Hồng nô là nô tỳ thân cận của ta, ta không chấp nhận tướng công phạt cổ. Kéo cô hai ra. Các người dám? Nếu người nào dám cãi lệnh, quân pháp trừng trị. Đi mau. Cô đen, đi đi. Cô ta đi. Đi mau. Cô đen, tiểu thư. Hồng nô. Cô đen. Hồng nô. Tiểu thư. Hồng nô. Đi mau. Đi. Hồng nô. Bà Nguyên, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Tại sao anh đến Hồng Nô? Đó là việc gia đình tôi, không quan hệ tới anh. Lỗi do anh gây ra, anh còn đổ lỗi cho cổ. Tôi là người chủ gia đình, Hồng Nô chỉ là người trong gia đình của tôi mà thôi. Đừng có nói đến cô ta, dưới luôn cô ta cũng được nữa, chẳng có sao đâu. Anh là danh quan của triều đình, anh hãy nên nhớ cái câu: ngăn cản sự điển minh của tôi là mang tội gì chứ. Đã mê man mấy giờ, mới giờ tỉnh lại thôi. Tôi phải mang cô ta đi. Quân dẫn cô ta đi đâu? Vừa rồi tôi mới gặp bà Nguyên, anh ta mê mũi không giác ngộ. Anh ta trách tôi trước mặt đại dương, phản đối việc xuất binh. Lời nói của Dượng không sai, anh ta coi trọng công danh lợi lộc. Bà Nguyên bây giờ không giống như xưa nữa, chỉ ham công danh thôi. Hồng Nô, không ngờ anh ta đối xử với cô vậy. Đừng có ở đây chịu khổ nữa. Nè, để anh cõng em đi. Biểu ca, biểu ca, anh hãy mang theo bộ số áo quần này cho Hồng Nô thay đổi, và hãy mang theo Tiểu Quyên để nó săn sóc cho Hồng Nô. Hồng Nô, em ở bên kia hãy bảo trọng. Có thời gian ta sẽ thăm em. Tiểu thư, cô cũng bảo trọng. Tạm thời Hồng Nô không thể săn sóc cho cô được nữa. Hồng Nô, ta xin lỗi em. Tiểu thư, xin đừng nói như vậy. Xin tiểu thư đừng thương tâm. Ta sẽ biểu ca, mua giao Hồng Nô cho biểu ca. Yên tâm đi, anh sẽ lo cho Hồng Nô. Ừ, em tự lo cho mình nha. Ừ, nếu như có chuyện gì thì nói cho anh biết. Sự đã bận rộn còn lại đây chăm sóc cho em. Em thật là khó chịu lắm. Em còn nói nữa anh mà kệ em đó. Uống đi. Đã lâu chưa có hề thấy mặt của em hồng hào vậy. Anh cười em. Em ở đây có bất tiện cho anh lắm hay không hả? Có gì bất tiện chứ, mình quang minh chính đại mà. Em sợ anh giữ em lại đây thì cậu hai sẽ giận lây anh. Tôi và anh quen nhau đã lâu, cho dù không được vui thì cũng không biến thành kẻ thù đâu. Hơn nữa anh ta là tả đô quý, còn anh là hữu đô quý. Bên tám lượng kẻ nửa cần mà, không lẽ anh chờ anh ta sao? Nè, thật là quá đáng. Nô tỳ của nhà ta mà bị người khác dẫn đi, nếu như mà truyền ra ngoài, Ba Nguyên đâu còn mặt mũi nào nữa.
Tướng công làm sai chuyện gì thì tự biết lấy. Tướng công không màng lý lẽ mà đánh cô ta đến nông nỗi như vậy. Nếu như cô ở lại đây thì đâu có nghĩa gì nữa. Cô ta chỉ là một con ở mà dám cãi lời của ta. Cô ta đã không coi ta là một người chủ trong ánh mắt của nó. Nếu như ta không trừng trị nó thì sau này còn ai có thể mà nghe theo lời của ta. Tại sao tới lúc này tướng công không nghĩ mình như thế nào? Mình đã làm sai chuyện gì chứ? Tướng công đã tự mình nói mình là một người chủ, nhưng không đúng là tính cách của một người chủ, phải có trách nhiệm chứ. Em càng ngày càng ngoan cố. Chẳng lẽ luôn cả muội huynh cũng trừng trị? Có phải là tôn tận đã dạy cho mấy người phản kháng lại ta không? Trong cặp mắt của mấy người không có tôi. Tại sao mỗi lần nhắc tới biểu ca trong lòng huynh lại hẹp hòi như vậy? Biểu ca rất tốt với tướng công, giờ cũng chưa bao giờ hại tướng công. Tướng công lấy tâm địa tiếng nhân nghĩ cho người quân tử. Đừng có nói nữa, ta cũng muốn nghe sự tranh biện của cô. Bàn Khanh Gia gặp Bản Dương có chuyện gì hả? Gần đây Tần Quốc đã bị hà thủy dân ngập, tất cả ruộng điền bị nước ngầm, giả lại phần đông bá tánh đã lang thang lưu lạc. Sự tai hại này rất là nghiêm trọng. Bản Dương cũng có nghe nói Tần Khanh nhất định mở kho lương thực để mà cứu nạn, như vậy kho lương của quân quốc sẽ bị giảm đi, đó cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà chúng ta không cần phải lo lắng về thế lực của Tần Quốc hả? Đại diện của nhân anh mình. Nhưng mà Bàn Khanh có ý kiến gì? Thần có một chuyện, không biết đó có phải là ngu kiến hay là không. Có chuyện gì Bàn Khanh cứ nói thẳng đi. Theo sự anh minh của đại dương, thần cũng có cảm nghĩ giống như đại dương. Bây giờ chúng ta không cần phải lo sợ Tần Quốc, nhưng mà Tần Quốc ở trong tình trạng nguy hại, nguyên khí tổn thương và tánh tình của Tần Dương thì ông ta sẽ không khi dễ sự yếu kém của thế lực quốc gia mình. Ông ta nhất định sử dụng phương pháp khác để lấy lại sự quay phong đó. Bàn Khanh nói nghe cũng có lý. Tần Khanh đã dùng phương pháp nào để lấy lại quay phong đó? Bản tính của Tần Dương ngang bướng và tàn bạo, giả lại thích lập công lữ. Người nhất định không chờ đợi khôi phục nông sản và ngư sản của ông ta, vì ông cho chuyện đó rất là chậm chạp. Nói như vậy, ông ta sẽ xuất binh để công kích nước của ta hả? Đại dương anh minh, nhưng mà Tần Quốc tuy đang chịu thiên tai, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là một cường quốc. Nếu như chờ đợi sự bình phục của nguyên khí, sau này họ công kích nước ta, tới lúc đó thì nước ta chưa chắc chống lại được Tần Quốc. Bàn Khanh Gia quả nhiên là thấy xa hiểu rộng. Vậy Khanh có kế sách gì hay không? Theo như thần thấy, nếu sự khó lay động đó thì mình hãy phòng bị. Trước tiên ta phải hủy bỏ ý đồ tấn công của bọn nó, và sau đó đình chiến để tự bảo vệ, và chờ đợi một cơ hội khác để mà tấn công. Đó là thượng sách. Làm thế nào không chiến mà tự bảo vệ? Đó là sự lung lạc trong lòng. Không biết đại dương đã từng nghĩ qua chính sách hòa thân? Hòa thân? Không sai. Đây cũng là thượng sách. Nhưng Bản Dương đây chỉ có một đứa con gái, làm sao nhẫn tâm để cho nó rời khỏi đi hòa thân chứ? Sự nhân từ ái tâm của đại dương khiến cho thần rất là khâm phục. Thần có biện pháp rất là hay. Cứ nói. Đại dương có thể xin nhận con nuôi và sau đó gửi người con nuôi đó sang Tần Quốc, đó không phải là lưỡng toàn hay sao? Kế này rất hay, thật là diệu kế. Trong thời gian ngắn như vậy, làm sao mà tìm được đứa con gái nuôi? Như thần thấy, người Tần Quốc lúc nào cũng thích ăn những món ngon vật lạ trong thiên hạ. Nếu như chúng ta chọn một người nấu ăn giỏi, lại có một chút nhan sắc, tới lúc đó sẽ cho cô ta lấy danh là công chúa. Thần thấy có thể bảo đảm Tần Dương sẽ nhất định đồng ý cùng đại dương mà ký kết hôn ước. Là một tài nấu bếp giỏi à? Vậy thì Hồng Nô Quốc Khanh là người thích hợp để lựa chọn rồi hả? Đại phu nói em đã bình phục rồi, sắp sửa được lành. Đều là nhờ anh săn sóc. Xuống giường đi thử nha. Thật ra anh không cần phải dìu em, em có thể đi được rồi. Nhưng mà có anh dìu em thì đỡ hơn mà. Nè, chậm chậm. Thiếu gia, bạn phu nhân đến rồi. Thiệt sao? Mời vào. Tiểu thư. Hồng Nô. Quách Lương. Biểu ca, em có bớt chút nào không? Em đã khỏe rồi.
Là phiền anh rồi đó biểu ca. Lại nói khách sáo rồi. Nè, bà Nguyên đối với em sao hả? Thiệt là kỳ cục. Mấy ngày hôm nay anh ta đối với muội thiệt là tốt, không hỏi chuyện của Hồng Nô nữa. Rất có thể anh ta nghĩ suốt được. Như vậy thì em có thể về được Như Phủ rồi. Hôm nay ta tới thăm em là có chuyện muốn nói với em. Hoàng hậu muốn gặp em. Hoàng hậu triệu em vào cung hả? Ta nghĩ là hoàng hậu nhớ tới những món ăn mà em làm đó. Dân hèn Hồng Nô xin bái kiến hoàng hậu nương nương. Hồng Nô, người hãy ngước mặt lên để cho bản vương coi. Quả nhiên là trời đã ban cho người sắc đẹp, người nhìn thấy là thích ngay hả? Hồng Nô, bản vương nghe nói là người nấu ăn rất là khéo léo, không những tinh thông thư văn mà còn biết về âm nhạc. Có thể nào đàn một bản cho bản vương đây nghe được hay không? Hồng Nô tuân lệnh. Đại Dương, nương nương. Hồng Nô, con thiệt là một người tài đức liêm bị, ai gia rất là thích con. Ai gia muốn nhận con làm con nuôi, không biết ý của con thế nào. Nương nương, Hồng Nô không đức không tài, làm sao xứng đáng được. Ê, Hồng Nô, con không cần phải khách sáo, bản vương cũng có ý nghĩ như vậy. Hay là cho ngài lành rước con vào cung nhà, nếu như không, nương nương sẽ giận đó. Hả? Cảm ơn đại dương nương nương, Hồng Nô rất là cảm kích. Thế Liên, có thấy Tôn công tử đâu? Ở trong phòng sách. Cảm ơn. Tướng quân, đại dương ra lệnh phải đưa Hồng Nô vào cung, xin tướng quân cho chúng tôi làm tròn phận sự. Hồng Nô, em tạm thời về cung trước, anh sẽ bẩm cùng đại dương. Thank you.
Bẩm công chúa, Hồng Nô đã tới. Mời cô vô. Hồng Nô tham kiến công chúa. Quả nhiên sắc đẹp phi phàm. Đứng dậy đi. Hèn chi phụ dương và mẫu hậu đã nhận ngươi làm con nuôi. Cảm ơn công chúa khen thưởng. Sự ân tình của đại dương và nương nương, Hồng Nô sẽ không bao giờ quên. Thật ra ngươi không cần phải cảm ơn chúng tôi. Thật ra chúng tôi còn phải cảm ơn ngươi nữa. Công chúa đừng nói vậy. Hồng Nô có tài năng gì mà công chúa lại cảm tạ? Cảm tạ vì ngươi thay ta đi qua tầng quốc mà hòa thân. Hòa thân? Đại dương, thần và Hồng Nô đã có định tình. Lần này được đại dương nhận làm con nuôi, cho nên thần xin thay mặt cho Hồng Nô cảm ơn ân điển của đại dương. Nhưng mà thần đây rất nhớ Hồng Nô, cho nên mong đại dương cho hai chúng tôi sớm được thành hôn. Cái gì? Hai người muốn xin thành hôn? Cầu xin đại dương chấp nhận. Tôn Khanh hãy đứng dậy đi. Cảm ơn đại dương. Tôn Khanh và Hồng Nô đã có định tình với nhau, đó cũng là một việc tốt. Nhưng mà Bản Dương đã sớm quyết định cho Hồng Nô đi qua Tần Quốc để hòa thân, gả cho nhị hoàng tử của nước Tần. Đại Dương, không thể làm vậy đâu. Xin Đại Dương suy xét lại. Bản Dương đã có nói với Tần Dương rồi, đâu có thể nào nuốt lời được. Ở trong cung thiếu gì người đẹp, tại sao nhất thiết phải Hồng Nô chứ? Hồng Nô là người tướng mạo song toàn, ai thấy cũng mến. Tần Dương nhìn thấy bức họa thì đã có cảm tình với cổ. Nếu như Bản Dương đây không giữ lời, thì Tần Dương nhất định sẽ đem quân hỏi tội ngụy quốc. Lúc đó nước nhà sẽ lâm vào cảnh nguy nan. Tôn Khanh, Khanh cũng biết rõ chiến tranh sẽ làm cho dân chúng lầm than. Đâu có thể nào vì một thiếu nữ mà để cho quốc gia phải lâm vào cảnh chiến loạn chứ. Thả tôi ra! Các người thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Đi theo anh. Đứng lại. Bên này. Đứng lại. Tôn Tẩn to gan, đêm khuya người dám xông vào cấm cung, người có biết tội gì hay không hả? Đại Dương, hạ thần bất đắc dĩ mới làm ra chuyện này. Chuyện bất đắc dĩ à? Người có biết rằng nếu phạm tội thì phải chết hay không? Thần biết được. Nhưng mà thần và Hồng Nô, hai người đã yêu nhau, kính mong đại dương tội nguyện cho. Cho dù đại dương trách phạt, thần cũng cam lòng. Người dám kháng cự Bản Dương hả? Bản Dương sẽ cắt chức quan của người. Về việc chức tước, thần không màng tới. Nhưng mà thần đây chỉ mong đại dương hiểu rằng Hồng Nô không phải là con ruột của đại dương. Nếu mà sau này, khi mà Tần Dương biết được, thì lợn lành sẽ biến thành lợn què. Tới chừng đó thì việc hòa thân và ban giao giữa hai nước đâu có lợi gì chứ. Tôn Tẩn à, Tôn Tẩn, đến giờ phút này ngươi còn dám kháng lệnh của Bản Dương hả? Tánh tình của ngươi như vậy, nhất định sau này sẽ phản lại Bản Dương. Bản Dương làm sao mà dám dùng ngươi nữa chứ. Được, bây giờ Bản Dương lấy lại binh quyền và cách chức của ngươi.